Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Hai Chiếc Xe Đét. Ngày hôm nay mình cũng tiếp tục đến vườn của Nhật để giao lưu và quay chia sẻ các bạn một số cây Ford Hai Giới Mỹ dáng rất là quái các bạn, dáng rất đẹp trai luôn nha anh em. Và tiếp theo anh em gặp Nhật để nghe hông số và giá luôn nha anh em. Chào các bạn. Ở đó hông số cặp đầu tiên luôn đi Nhật ơi. Cặp này cặp số 1 nha anh em, cây đầu tiên. Rồi, cái thứ nhất của cặp số 1 có hình số là cỏ 27. Số đế là 42 và bay là 67. Rồi cây thứ nhất của cặp số 1. Cây có lưng gù rất là quái dị rồi. Rồi, qua đo con thứ hai luôn nha. Rồi và đây là con thứ hai các bạn. Con thứ hai là con dạng mọc rễ nha anh em. Dạng mọc rễ quái. Rồi con thứ hai có vành cổ là 20 là 10 19 các bạn. 19. Số đế là 45 và bay là 54. Một rễ sóng u nần rồi. Này mình xin giao lưu với các bạn là 750k bao sóng bao ship toàn quốc, 750 bao ship cả cặp nha nè. Anh em giao lưu mà chút chậu bao bầu à. Rồi anh em quan sát tổng thể em xuống cây luôn nha nè. Xuống cây luôn nhịp. Rồi tiếp tục đến cặp thứ hai nha nè. Cặp thứ hai. Rồi đo thông số con đầu tiên cặp thứ hai nha. Thông số hoành cổ cái thứ nhất của cặp thứ hai là 18. Số đế là 38. Và bay là 55. Còn con dáng một rễ nó quấn luôn các bạn. Rồi ok qua cò đó con thứ hai đi. Đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai dáng cũng khá là quái luôn các bạn. Con thứ hai cơ hoành cổ là 22. Số đế là 38. Và bay là 48. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 500k. 500k bao sống bao ship như này. Đây còn thứ hai. Rồi ok xuống cây luôn như vậy. Rồi tiếp tục thì mình đến với cặp thứ ba. Hai con khá giống nhau. Đo con số cái đầu tiên cặp thứ ba bao nhiêu báo anh em luôn như vậy. Cặp thứ ba cái thứ nhất có thông số hoành cổ 17. Số đế là 45 và bay là 65. Hai con dáng khá tương đồng với nhau nha anh em. Rồi được rồi qua con thứ hai lên nhìn coi. Rồi con thứ hai có bình cổ là 23. Số đế là 45. Và bay là 60. Lắc nhẹ cây kia luôn rồi báo giá cho anh em nghe luôn xem luôn nhiều cây. Rồi hai con dán tương đồng này giao luôn sao đây nhỉ. Cặp này xin giao lưu các bạn là 450k. 450 một cặp bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi được rồi xuống cây đây nhiều cây. Rồi tiếp tục đến cặp thứ tư nha anh em. Báo thông số luôn, báo thông số cho anh em xem cây đầu tiên. Hai con này mình lựa cũng giống nhau bạn, làm cặp cho nó dễ, anh em dễ chơi. Số cây đầu tiên của cặp thứ tư là hoành cổ là 20. Số đế là 38. Và bay là 48. Rồi, được rồi. Cho anh em xem thông số con thứ hai luôn. Đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai cơ vành cổ là 22. Số đế là 40. Và bay là 49. Rồi cặp này mình cũng xin giao lưu với bạn là 450k. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, anh em quan sát tổng thể mình xuống cây nha nè. Xuống cây luôn vậy. Rồi tiếp theo mình đến cặp thứ 5. Rồi bắt thông số cây đầu tiên cặp thứ năm nhật. Cây thứ nhất cặp thứ năm là con số hoành là 22. Số đế là 36. Và bay là 53.
Dạ, quay đo con thứ hai luôn. Con thứ hai mình cấu là 21. Số đế là 32. Và bay là 49. Rồi, giao lưu Rồi, cặp giá này mình sẽ giao lưu với các bạn là 300k. 300 g một cặp nha anh em, hai con. Lắc nhẹ con kia cho anh em xem nha. Bao sóng bao ship toàn quốc, giao lưu chút chỗ bao bầu nha anh em. Rồi ok, xuống cây luôn Nhật ơi. Rồi tiếp theo mình đến cặp số 6, hai con. Báo thông số cây đầu tiên luôn Nhật. Cặp thứ 6, cặp thứ nhất là cặp thứ 6 là hoành cổ 17. Số đế là 35 và bay là 57. Rồi ok, qua đó con thứ hai luôn Nhật. Rồi đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai có hoành cổ là 23. Số đế là 29. Và bay là 52. Con này có vết chạy nhẹ do vận chuyển cái giường về nó sai xác các bạn. Nhưng là xử lý keo rồi. Rồi, quay vòng vòng cho anh em lắc nhẹ con kia luôn, rồi báo giá cho anh em luôn nha đây. Rồi cái này xin lưu luôn các bạn là 250k do mình trừ cái lỗi dập gì các bạn. Rồi 250 một cặp bao sóng bao ship Trung Quốc cho nó giảm đổi cho anh em phần này nhanh nha. Đây, đặt nhẹ cái kia cái cho xuống luôn nha coi. Cặp 250 bao sóng bao ship Trung Quốc nha anh em. Rồi tiếp tục em đến cặp thứ 7 cái đầu tiên. Đây cặp đầu tiên bên đây, báo thông số cái đầu tiên nha coi. Rồi cái thứ nhất của cặp thứ 7 thông số mình cổ là 22. Số đế là 34. Và bay là 50. Cái có lưng gù rất là quái dị các bạn. Rồi qua đó hôm số con thứ hai như đây. Rồi đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai có hôm số mình cổ là 21. Số đế là 35. Và bay là 48. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 550k. Rồi sóng bao ship toàn quốc. 550 một cặp lắc nhẹ cái con kia luôn nha coi. Rồi hai con 550 nha anh em. Cặp số mấy tao quên rồi. Cặp số 7. Cặp số 7 nha anh em. Xuống cây luôn nha coi. Rồi tiếp tục mình đến với cặp số 8 các bạn. Cặp số 8 hai con khá là quái và đẹp trai nha anh em. Báo thông số cây đầu tiên luôn nha coi. Thông số đầu tiên của cặp cái thứ nhất của cặp thứ 8 là hoành cổ 21. Số đế là 39. Và bay là 54. Cái thứ nhất của cặp thứ 8. Rồi ok, một rễ lắc lượng nhãn lồng đẹp trai. Qua con thứ hai luôn nha coi. Đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai cũng một rễ lắc lượng có lưng gù các bạn. Con thứ hai của mình cổ là 22. Số đế là 42 và bay là 55. Rồi quá quá đẹp. Rồi cặp này mình xin giao lưu các bạn là 550k và sống và ship 550 cặp nha em. Rồi lắc nhẹ cái con kia, lắc nhẹ hai con cho anh em xem cái xuống cây luôn nha coi. Rồi dán quá đã quá luôn các bạn, xuống cây đi nha coi. Rồi tiếp tục mình đến cặp thứ 9 nha em. Báo thông số cây đầu tiên cặp thứ 9. Cái thứ nhất của cặp thứ 9 có thông số hoàn cổ là 22. Số đế là 39. Bay là 48. Rồi, qua đó con thứ hai này coi. Con thứ hai kế bên luôn các bạn. Hai con này dáng cũng khá là tương đồng với nhau nha anh em. Con thứ hai hoàn cổ là 26. Số đế là 40. Và bay là 48. Cặp này giao lưu sao đây nhỉ? Rồi cặp này mình sẽ giao lưu các bạn là 400k. 400k bao sống bao ship, 400k một cặp nha anh em, hai con. Con 200 bao sống bao ship toàn quốc. Rồi được rồi, xuống cây đi nha coi. Rồi tiếp tục đến cặp số 10. Số 10 cái đầu tiên báo thông số nha coi. Thông số thứ nhất của cặp số 10 là hoành cổ 22.
số đế là 30 và bài là 66. Cái bài nhẹ như nào? Rồi qua đây con thứ hai đi nhờ coi. Và đây là con thứ hai như nào? Con thứ hai của mình cổ là 23. Số đế là 31 và bài là 57. Lắc nhẹ con kia luôn rồi báo giá cho anh em luôn. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 330k bao sống bao ship toàn quốc. 330 một cặp. Rồi ok, xuống cây đi nha cây. Rồi tiếp tục mình đến cặp số 11 nha nè. 11 hai con. Bắt thông số luôn nha cây. Cây thứ nhất có cặp số 11, số hoàn cổ là 23, số đế là 39 và bài là 62. Cây này nó có một lỗ nhẹ ở dưới cái lưng, ở dưới cái bụng các bạn. Xíu nữa mình sẽ giảm lỗ cho anh em nha. Đây, lỗ do dưới ruộng gió nó giật các bạn. Test. Nhưng mà hôm nay nó cũng đã làm rồi. Đây đang kéo mài các bạn. Tự kéo mài nha anh em, không vấn đề gì. Rồi đo con thứ hai luôn nha cây. Đây là con thứ hai các bạn. Con thứ hai của hoàn cổ là 33. Sau đấy là 40. Và bài là 57. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 400k. Chưa nói. Rồi qua quay ngửa cái lỗi lên rồi giảm lỗi cho anh em công mình đó luôn nha. Ngửa lỗi lên cho anh em dễ thấy. Này ta quay gà cho anh em khó thấy lắm. Dựng cái cây lên đây. Đây cái cây lỗi như thế này nha anh em. Rồi giảm lỗi cho anh em nha đây. Giảm cho anh em là 50k. Rồi lắp nhẹ hai con cho anh em xem rồi xuống cây. Rồi ok xuống cây đi nha cây. Là 350 phải không? 350k. 350 vào xuống bao xếp toàn quốc xuống cây nha đây. Rồi tiếp tục mình đến cặp số 12 nha anh em. Báo thông số cây đầu tiên của cặp số 12 luôn nha. Thông số của cây cặp thứ 12, cây thứ nhất là bình cổ 21. Số đế là 32. Và bài là 80. Rồi ok, đã con thứ hai này nha cây. Rồi báo thông số con thứ hai đi nha cây. Thông số cây thứ hai bình cổ là bình 17. Số đế là 33. Bài là 66. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 550k. 550 bao sống bao xếp toàn quốc. Lấy cây cưa xớt luôn cái ngọn kia luôn nha. Cây bên đây mình cắt cái ngọn xuống nhìn đẹp trai lắm các bạn. Này cắt hơi lỗi xíu như nè. Và mình quốc ngăn đây đi. Ngăn cháu thôi chỉ nãy. Các thằng đó nó phá thế ra liền qua. Rồi xay nhẹ cho anh em xem nha coi. Ok. Rồi xuống cây luôn nha coi. Rồi tiếp tục thì mình đến với cặp số 13 nha anh em. Cặp số 13 hai cây dáng rất là to, cành chi rất là nhiều. Đo thông số và báo giá luôn nha coi. Còn số cây thứ nhất có hoành thôi. Cặp số 13 có hoành cổ là 25. Số đế là 40. Và bài là 65. Cây thứ nhất có cặp số 13. Rồi, đó con thứ hai luôn. Rồi, đó cái con thứ hai luôn nha coi, coi chừng. Rồi, báo con thứ hai luôn. Con thứ hai có hoành cổ là 34. Số đế là 35. Bài là 50. Giờ cái cây bên đây nó có cái lỗ nhẹ nha nè. Lỗ nhẹ cho cái rễ nó bị gãy, đã cắt rồi. Này nó mới xử lý keo nha. Và cặp này giao lưu sao đây nha. Hai cặp cũng rất là to nha nè. Này mình sẽ giao lưu với các bạn là 500k. Rồi 500k. 500k cây này 550, cặp này 550 ba. Giá nó tự lỗi nhẹ cho anh em nha, 500k một cặp. Bao sống bao ship toàn quốc.
Rồi ok, xuống cây nhiều cây. Rồi tiếp theo mình đến với cây lẻ. Mình có mấy cây lẻ các bạn. Đến cây lẻ đầu tiên nha anh em. Báo thông số luôn cây đầu tiên luôn Nhật. Cây lẻ số 1 anh em. Cây lẻ số 1 có thông số mình cổ là 21. Số đế là 34. Và bay là 68. Rồi cây này mình xin giao lưu với các bạn là 350k. Bao sống bao ship toàn quốc. Cây này cứ có bài đế cũng khá là to nha anh em. Đế rất là to luôn, bằng tay mình mà. Rồi ok, xuống cây luôn Nhật ơi. Này giao lưu chút chỗ bó bầu nha anh em. Xuống Nhật. Rồi, tiếp tục mình đến với cái lẻ số 2. Cái lẻ số 2 có hình dáng quái gì các bạn. Báo thông số đi Nhật ơi. Rồi cây này có thông số mình cổ là 17. Số đế là 35. Và bay là 54. Rồi cây này mình xin giao lưu với các bạn là 300k. 300k bao sống bao ship toàn quốc. Anh em quan sát tổng thêm xuống cây luôn các bạn. Xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp tục đến dùng loại combo nha anh em. Cái bộ combo số 1 mình có 3 cây. Bắt trong số cây đầu tiên luôn nha các bạn. Cây thứ nhất có thông số hoành cổ 17. Số đế 34. Và bay là 45. Rồi qua đã con thứ hai luôn. Và đây là con thứ hai nha anh em. Con thứ hai thì dáng nó cũng dáng bay nhẹ các bạn. Lưng gù. Này có thông số hoành cổ là 19. Số đế là 36. Và bay là 45. Rồi, combo 3 cây đây là hai con nha anh em. Rồi lắc lắc con đó thì cho con nó xuống luôn nhỉ. Cho nó xuống cho con kia lên. Rồi xuống cây đi. Rồi, còn đây là con thứ 3. Con thứ 3 của combo số 1 có 3 cây các bạn. Rồi, cây thứ 3 có thông số hoành cổ là 17. Số đế là 46. Và bay là 56. Rồi combo này mình xin giao lưu các bạn là 400k. Không sống bao ship toàn quốc. 400k mình có 3 con nha anh em, hơn 100.000, trăm mấy ngàn cây á. Cái thứ nhất này. Đây cái thứ hai, cái thứ ba ở đây. Rồi ok, xuống cây luôn nhiều cây. Rồi tiếp tục thì cuối cùng thì mình đến với bộ combo số 2. Bộ số 2 mình có 5 cây các bạn. 2 cây đang ở trên đoàn xe với 3 cây dưới đất các bạn. Rồi báo thông số lần lượt từng cây cho anh em xem luôn nhiều cây. Cây thứ nhất của bộ combo có hình cổ là 13. Cái dáng đổ đẹp trai nha anh em. 36. Bay là 52. Rồi một con qua đầu con thứ hai luôn. Cái thứ hai mình cổ là 10. Số đế 30. Và bay là 42. Rồi lắc nhẹ hai con cho anh em xem đi, hai xuống. Hai con của combo số 2 5 cây đây, hai cây đầu tiên các bạn. Rồi lên ba cây tiếp theo luôn nha các bạn. Rồi, cái thứ ba và cái thứ tư, báo thông số cái thứ ba luôn. Cái ba thông số mình là 11. Số đế là 24. Và bay là 46. Rồi lắc nhẹ cái quà đó con kia luôn. Là cái thứ tư nha anh em. Rồi báo thông số cái thứ tư luôn. Cái thứ tư của mình cổ là 13. Số đế là 32. Và bay là 52. Cái từ của combo số 2. Rồi còn cái thứ 5 là các bạn. Cái thứ 5 dưới đất bạn. Bạn ở đây đó dưới đất, đất, đất đo luôn vậy. Đo luôn cho anh em xem luôn. Bạn kéo lên. Cái thứ 5 có mình có là 15. Số đế là 29. Và bay là 42. Rồi 5 cây. 5 cây này giao lưu với sao là Nhật. 5 cây này mình giao lưu các bạn là 250k. 250, 5 cây, 50.000 cây, bao sống bao ship toàn quốc này, giao lưu chút chỗ bó bầu nha anh em. Và xin phép anh em kết thúc video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.